Xin chào cả nhà, em đang có mặt tại Dinh Sơn Trung thuộc xã Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tình cờ phát hiện một người phụ nữ đã từng xuống Diêm Vương và đã từng bị ma vú dài hồn nhát. Và câu chuyện như thế nào thì mời cô chú anh chị và các bạn cùng em nghe lại chị gái đã từng trải qua câu chuyện đó, chia sẻ lại cho cả nhà mình nghe nha. Em bị cấm câu gặp ma. Rồi đầu tiên nhất đó là 5 giờ chiều em đi cấm câu nhái á. Rồi cái em mới cầm kềnh câu đó. Rồi khoảng là 8 giờ tối em mới đi thăm. 8 giờ tối em đã thăm, em móc cây cần đó là nó không có dính cá mà nó hết mờ rồi. Em mới móc con nhái vô. Rồi em mới bơ chuồng lại trước sau thì nghe tát cái phập. Mà em quay trở lại sau mà em không thấy. Quay trở lại sau là không có thấy con cá mà thấy nghe tát cái phập. Nó cha chắc dính cá bự rồi đây. Cái em mới nói chị ơi dính cá bự rồi, không mình về gỡ cá này về bán ngon à. Ở đó là mùa đó là nước nổi lên là cá rất là dữ lắm nha. Cá đồng mình mà còn cái mấy không đó, chứ không phải như cá giờ đâu, cái gô cái lóc đầy đủ. Cái đầu bà chị mới nói trời ơi sao mày nói cá lóc táp mà mày quay lại không thấy con cá nào hết trơn vậy. Cái hồi em mới lần trước nữa nghe là nói chị ơi vậy là bữa nay có con cá lóc bự rồi, cá ký luôn. Mới gỡ bỏ vô phân chuồng, nghe nó nhảy lập đập trong chuồng, nó cha vô cái luống câu này ngon lành ha, là 4 con cá này nha. Ai ngờ chị ơi 4 cá xong rồi về tới nhà gỡ câu, rồi về tới nhà gỡ ra chị biết gì không? Gốc chuối trong không? Gốc chuối à? Cái gốc chuối chú quát xuống hình luôn. Mình mới không tin đi, kêu mẹ mình xuống, mẹ ơi cái này cái gì mà con dính cá mà 4 con cá đâu rồi mà sao cái gốc chuối mà nó còn sơ giống như tóc mình vậy nè. Rồi cái mẹ mới nói sao không, trời ơi con bị ma nhát rồi con ơi. Nói trời ơi con hồi đó giờ con đâu có tin ma đâu, sao ma nhát con. Cái mẹ nói người ta không cho con cấm câu đó, cho nên người ta nhát đặng bắt con cá nó bỏ vô mày quá là vậy đó. Cái từ đó tới sau mới không có cấm câu mà ếch nữa, không cấm câu nhái nữa chứ. Cái xong xuôi rồi cái mình mới nói thôi giờ không cấm câu nhái nữa, chuyển sang đi cấm câu ếch. Chuyển sang cấm câu ếch vậy. Câu ếch thì nhái có gì khác. Không, câu nhái là mình móc vô cho con cá lóc nó ăn. Còn cái câu ếch là mình móc cái mồi con cá mà cái ốc con cá rồi đó mình cắt ra mình ướp mồi vô. Đặng mình bắt con ếch. Bắt con ếch. Ừ. Rồi cái đầu xong xuôi đi cấm câu ếch phải không? Là ngày trước cấm không có gì. Ngày sau cấm lỡ đó không biết cái mã đó chôn hồi nào mình cũng không biết hồi nào. Dính con ếch chà bá vậy nè. Em mới để vô trong cái thùng. Cái thùng mũ đó em sợ nó nhảy đi em mới đè cái thùng mũ giống như là cái thùng bê của mình á, em mới đậy cái nắp đè lại đi, em sợ nó nhảy mất đi. Nó con ếch này để riêng để xác bằng ăn, bự quá rồi để ăn. Ai ngờ đâu con ếch nó không phải là con ếch mà trở lại là gốc chuối nữa, là hai lần nha, là cả như cái thành gốc chuối nữa cái em mới tới cái mình nói sao mà cấm câu mà sao dính gốc chuối hoài đi, mình không tin rồi. Chiến sao tao cấm lần nữa coi ra sao. Bữa sau là em bị cấm một lần nữa, cũng là cấp chuối nữa. Rồi xong xuôi cái chưa. Cái qua lại tới đằng cái mã mà mới chôn đó. Là dính con ếch chị, ôm cục bút xét đó là dính con ếch đó, ôm lên vậy nè. Nó con ếch bành kia, kêu chị cứu em. Con ếch bự quá nó nhảy. Rồi bà cầm đi đằng tôi banh vào ra cho nó để banh ra đi cho em gỡ. Chấm luôn. Ừ. Chị luôn nè. Hai chị em mà. Đi cấm câu chung mà. Bình bao bỏ vô. Banh bao rồi em bỏ con ếch vô. Cái banh cái bao ra. Cột miệng cho kỹ cái út thôi nhảy lên cưng. Banh bao bỏ vô tới chừng hả? Đè vậy nè. Mở ăn hồi mở ra xong cái lưỡi câu rồi, ai ngờ má ơi đất sét. Giờ đó là bỏ xuồng lội về luôn. Chạy lên bờ luôn. Chìm xuồng luôn rồi thấy con ếch rồi. Chìm xuồng bỏ luôn đi luôn, lên bờ luôn. Sáng mới vô lấy chiếc xuồng về. Hai chị em mở bao ra coi cho nó sập lép mình giùm ổ con ếch trên chết. Là cũng đất sét đỏ lòm luôn. Cùng đất sét đỏ lòm luôn rồi bỏ hai chị em quảng hồn phóng. Không xuống nước lội tao nói chiếc xuồng đó nó lật ngang. Rồi má hỏi gì nè, má hỏi hai đứa con sao đi cấm câu mà đi về. Cái nói mẹ ơi bữa nay con cấm câu ếch chắc giải nghề, bởi vì con gặp cục đất sét là con ma. Rồi cái cục đất sét đó rồi hai chị em thấy đó rồi về nói thôi giải nghệ đi, không cấm câu nữa mà cũng không không văn câu mà không cấm câu luôn. Cái cuối cùng đó là mới nói đi hái bông điển bán. Rồi hai chị em đi hái bông điển bán chắc 4 giờ. Là đội đèn nha, đội đèn lên đầu vậy nè, chị chiếc em chiếc xuồng đi hái bông điển bán người tới câu lãnh nè, rồi chở mía về bán nữa. Chị coi bán xong rồi đi hái bông điển dài ra tới cái cua ông Bãi Điền á,
tới cua đó ha, chị coi chị này bơi trước em bơi sau, mà bả không nhát mà nhát em đẩy chiếc xuồng lên bờ luôn. Em nói ủa sao cái vụ gì mà chiếc xuồng bơi hoài mà không đi? Rồi chắc đó là cái bóng đèn, nó đứt đèn nữa, bóng đèn bình đó đứt đèn đó, cho nó chết mẹ rồi. Chiếc này là gướng lên đây không biết chừng nào về, ai ngờ chị đẩy lên bờ sáng gướng lên mã người ta. Chị em nhảy xuống dưới em quợ quợ á, sao cái gì vuông vuông trời, cái mấy đầu nhảy xuống luôn, ướt cái quần ngang đây nè, mới đẩy chiếc xuồng ra, má ơi gặp cái mã bay lên, bay lên chiếc xuồng về. Yeah, giải nghệ luôn, nghỉ luôn, nghỉ làm luôn, nghỉ luôn tới giờ luôn, rồi ăn tương luôn tới giờ luôn đó. Mà lúc đó sao mà nó đẩy lên trên cái mã gì mà không hiểu, mà em thấy là chớp chớp đèn chứ như là mấy con bóng đèn vậy đó, chớp chớp như bóng đèn ma vậy đó. Cái em nói hồi ơi sao mà lúc này bóng đèn dữ vậy chị? Chị ơi sao mà từ sáng nó kêu bà bơ lại, bà nói ma nhát mày thôi tao về luôn. Bữa bóng đèn quá à, bà bỏ mình luôn. Nó kêu chị quay lại cái, mình quay lại cái mình thấy nó hiện lên hiện xuống á. Không sao mày bị ma nhát rồi, chị bơi lại cứu em mà khỏi thì bệnh nào mấy mai bà về bỏ em luôn đó. Cấm xào rồi em nhảy xuống em mới đẩy đụng cái mã đó. Chơi kỳ vậy. Hai chị em hai xuồng. Hai xuồng mà có hám biển mà. Bà nghe nó ma là bà chạy mất tiêu rồi. Nhát hơn nó. Ơi. Nó chỗ nào có mã đâu dám đến, còn nó có mã đẩy lên trên cái mã luôn. Gàn lắm, mã là kiểu như không sợ. Có giấy nha, nhưng nói chung mình nhảy xuống mình có giấy nha. Mô Phật ông này là má ông má bà con không biết, vợ xuồng con lỡ rước đây rồi. Thôi mấy ông cũng tiếp tay với con là đẩy cho ra. Đó, rồi mới nhảy xuống đẩy cho ra là giải nghệ luôn, về ăn tương luôn. Đẩy ra cái ào cái xuồng chìm luôn. Là ăn ăn chay trường là 27 năm mới lấy chồng. Nó lội nó kêu chị ơi cứu em đó. Em ở đây lắc xuồng lên đây chị về cho. Là chờ lão với quay lại luôn. Bỏ chị luôn. Cái gì? Nó sợ ma lắm, nó sợ lắm. Trời ơi, mẹ đi mò vàng bỏ hai chị em nhà ngủ. Cái gì? Mò vàng đó hả chị? Mẹ đi mò vàng bỏ hai chị em nhà ngủ á. Cái bà chị này chiều chân dạng là mới có 4 giờ chứ nhiêu. Bà vô cái trong mùng cái bà chùm đầu ngủ đít rồi mà đèn dầu le lét nữa. Rồi bà nói Út vào vô ngủ đi, ma nhát chị sợ lắm. Cái nói chị yên tâm đi, có em bảo vệ rồi, ma không có nhát đâu. Đèn dầu này ma nó không có vô. Bữa nào 4 giờ bà nói nó ma, người ta đốt đèn dầu rồi người ta để mã rồi cái ghê đi đỡ đó làm chi. Bà sợ ma dữ lắm, không có lỡ đó. Còn mình là mình gan lắm nha. Cái gì à, biết là tiền tạo. Mà có cuộc mì nha, ma nhát. Mà sao cái gì ngộ ha, ma nhát 3-4 lần xong rồi ăn tương luôn ha. Thì giờ đó nhát rồi bắt đầu về mình mới sợ rồi ăn tương luôn. Ăn tương luôn. Ăn tương hai mấy năm. Ăn chơi trường luôn. Nó có giấy gì không? Không, không có giấy luôn. Rồi ăn tương 26 năm đó, rồi bắt đầu lấy chồng, sinh con. Rồi cái ăn tương là tháng 10 ngày, giờ mình ăn tương lên luôn rồi. Tương chơi trường lại. Chơi trường lên luôn rồi. Trời ơi. Mà câu chuyện đó cách đây chắc mấy chục năm hả chị? Mấy chục năm rồi, mình nay là 40 mấy tuổi rồi, 42 tuổi rồi. Ừ. Là năm đó đấy. Năm đó là mình 15 tuổi á. Dạ. Ừ. Lúc đó biết sợ ma luôn chưa? Biết sợ ma nhưng mà không sợ. Chị này nó sợ, thằng này nó không sợ. Mà không sợ cũng bị nhát thì nên biết mà nó bị nhát mà mình là mình không có bị nhát mà mình thấy luôn. Thấy ma nó cứ chớp chớp ngay mặt mình nó hiện lên hiện xuống. Mà nó bay lặn qua lặn lại. Còn mình sợ mình run hết trơn, mình quíu dọa cho nó. Hay Út em hỏi chị đâu, mày đừng hỏi tao hết này, không trả lời được. Chùm mền cũng đầu cũng đít chưa, không có trả lời được. Bả sợ. Chùm mền nó kêu cửa không có cửa luôn à. Bỏ em ngoài luôn. Chùm mền lắm. Ở đó chị em không? chị em chứ mà nhắc tới mình này nó chạy với chị không có cứu em được. Có những người tên nói là không có ma. Mà hôm nay gặp hai chị thì em thấy là có ma thiệt, những câu chuyện của hai chị kể rất là thiệt luôn. Có ma thiệt đó, em kể là thiệt đó. Mình tin thì nó linh, mình không tin không linh. Vậy chứ mình tin là có, không tin là không có vậy đó. Chị là chị đã thấy ma từ hồi bé rồi chứ không phải là sao. Hồi bé rồi. Hồi cấp mà 9 tuổi mẹ bỏ đi mò vàng á, ở nhà ngủ cho ma vô nhà nữa đó. Tại ma vô nhà luôn. Ừ, ma vô nhà nhát luôn. Tại tôi thấy cái nhà sàn này nè ở dưới nó sọt lên. Không dám nhát ra đâu. Đang ngồi nấu cơm. Sao cái tay nó còn đi tiếp chứ kìa, gặp đủ thứ mà. Nó lấy cái gì sọt mình không biết, mình thấy là nó sọt mình lên cái đèn dầu la lét đó mình bỏ mình chạy luôn. Hồi đó nhà mình nhà giáng mà mình không có chạm đâu, cái đời đó ai tham cũng ai tham tức đất đồ lấy đâu đó coi thinh quá, con gì nên ăn con gì không nên ăn chừng bỏ bớt đi đồ bao nhiêu đó thôi chứ không dám nói nữa. Còn cái ăn cơm của mình không có nên bỏ dư. Ở lúc đó bắt về rồi cô mắc mấy ớt về là ăn không là gốc cụ không có ăn, bán cho là hết bự rồi không có ăn, bỏ ăn mẹ không có tiền mua cơm gạo ăn, hết bự quá ra ông bắt là ăn gì nữa, nấu với mà cua đồ này kia đó ăn vậy đó sống qua ngày nghèo lắm. Hết bự là chắc đã lắm ha. Thì đó nói gì chứ này ăn ngon rồi xào anh gì kêu bận xào gì nè, nấu nước sôi chế vô trụng da đó cạo xào bạc hà. Ê chàng ơi kêu là xào lăng đó để đá dừa vô nữa xào lăng, ít xào lăng nói chứ này ngon rồi.
ai ngờ đâu cũng có xét chứ mà cái gốc chuối là hai chị em ơi. Luôn nó thì đang chạy trường, còn mình thì khi mình ăn chay, còn bữa nào thèm quá thì ăn bữa mặn, mà ăn bữa mặn mình chỉ ăn cá thôi, cá con vật khác thì không ăn. Tại vì bị nhát mấy ngày liền luôn hả? Tại ba ngày liên tiếp có cái tâm linh đó là mình bỏ đi tiếp với luôn rồi. Biết luôn rồi, chị này đi tiếp mà chị không dám kể, biết luôn đi tiếp với địa ngục linh ở dưới địa ngục sao sao biết hết, nhưng mà mình không dám kể, ba không cho mình kể. À, không cho kể. Mà em mà chỉ cho thép cho mình kể như vậy thì thép lên là dạ lâm tổ đi thép nè. Cô bác mình là cũng chết không đó. Ăn hiền ở hiền chết lành mà mẹ mới làm phước làm nhân. Trời ơi sao Út nó đánh lúa của người ta mà nó không đi cắt mà nó ngủ hoài. Đi thép là sao ta? Thì mình nằm cái xác mình nằm đó, cái hồn chích ra đi. Chích ra đi xuống cõi. Đi mấy ngày luôn á, mấy ngày luôn. Đi hai ngày nó mẹ ơi đừng có chôn con nha, con ba ở nhà nó kêu hoài à, kêu giật một giật hai. Con ơi, con thích vậy. Út vào thích vậy. Con đánh lúa người ta không cắt. Cái mình nghe cái nghe như là mình trước ra mà mình nghe mẹ mình kêu ở nhà lo tính toán ăn mua hòm mua gương nữa, mẹ mới nói mẹ đừng có mua hòm gương, con đi tiếp hai ngày con về à, mẹ nhớ trong chừng con đi đừng cho mèo vô, là nằm trên gác, nằm trên gác á tấn cho mùng lại mẹ nằm giữ hai ngày luôn. Nằm giữ cái xác hai ngày luôn. Mà trước khi bà đi là biết luôn hả? Biết chưa? Biết chưa mà nghe mẹ kêu mà. Trước khi để chuẩn bị đi thiếp là mình đã biết luôn. Mình chuẩn bị đi thiếp đó ha. Và có ông anh thứ hai ông viện dẫn xuống. Mà trong khi nó dẫn xuống là mấy ông địa phủ đó là cũng lên dẫn mình đi nữa. Nhưng mà mình giao lưu với mấy ông địa phủ đó là như là bạn thôi. Đi xuống dưới gót nước. Đã mất rồi hả? Ừ. Đi xuống dưới mấy ông địa phủ gót nước cho mình uống mời mình ngồi. Mình thấy mình hỏi ông phó quan là mẹ con á sống bao nhiêu thọ bao nhiêu, ông cho con mượn cái sổ, ông không cho. Chứ mình dạch cái sổ ra mình mượn cái sổ mình quậy vô đó mình thấy tên của mẹ mình đó, mình ghi cho mẹ mình sống thọ thêm. Và từ đó tới sau là ông phủ nó làm bạn với thằng này luôn. Ông mới điện lên trên chính trên, ông nói này là con của ai, người đó rước về đi, chú này quậy quá trời rồi chịu không nổi. Và thấy Đức Phật Di Đà đi xuống, nói này con của tôi, để cho nó về với tôi. Đó, rồi bắt đầu dẫn em về. Rồi từ đó tới sau, cái sớm nó nói, trời ơi, con của bà Năm tưởng đâu chết, không ai ngờ đi tiếp. Đi tiếp 2 ngày. Mà cái ngày đi tiếp á, là cũng có bàn trước với bà mẹ ở nhà? Chưa có bàn, chưa. Mà cái đó là đi đột ngột mà mẹ kêu quá đi trở về. Đi trả mình, lời với mẹ mình đi rồi mình kêu đi lên nghe lúc cách trên này là bạn nhập, tính với nhập nhau. Lại bạn tính để là mua hòm mua gương đó là đang chỉ sẵn đi coi ngày luôn mà mình chỉ về trả lời thôi mà cái hòm chưa có về được. Cái lúc đó là đang kiểu, giống như cái âm thanh của mình gì? Nói giọng 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 vậy thôi. Là lúc đó đang làm gì mà tự nhiên lật ngang rồi nằm luôn hả? Không có à, lúc đó là mà mình vô mình ngủ gần sáng rồi mà mẹ kêu á, mình đang vô mình ngủ mà chiều đốt nhang cúng lại xong rồi vô mình ngủ ngủ rồi cái tự nhiên hồn mình xuất ra đi vậy đó, mình biết cái hồn mình đi mà thấy ở nhà sáng mẹ kêu quá trời, sáu bảy giờ mẹ kêu giật một giật hai rồi nói là con già nó chết rồi, lúc già nó chết rồi bây ơi giờ tính làm sao, đi coi thầy ngày đang chôn cất nó. Cái giờ em nghe vậy đó em mới bay dì ghiếc, dì ghiếc nói mẹ ơi con chưa có chết, con đi tiếp, mẹ đừng chôn con, vậy là đi tiếp. Rồi bắt đầu đi tiếp biểu mẹ dặn dò mẹ nó có nuôi mèo nữa mà sợ mẹ dở cái mùng lên đi rồi ở đó mẹo không ngang nữa, mẹ giữ con trong mùng đừng có cho con gì vô chứ, nói với mẹ luôn là con đi đúng hai ngày, là hai ngày sáng sau là hôm sau con về, sáng hôm sau về đó. Ủa ôi nó kiểu gì nó có gì nó huyền bí quá ha. Ủa gì đã có gì thiết mà từ trước giờ mình nghe là có thiệt hết rồi. Có thiệt chứ bà không có hả? Chị tin không có hả? Không, tại vì mình em đi làm từ thiện nè, hồi đó giờ nói chung là nhỏ lớn em không có mặn cái gì việc gì ác chứ, chỉ là đi cắm câu cũng ếch này kia là bị người ta ấy vậy thôi, là em nghỉ làm luôn. Con gà con vịt em không cắt cổ luôn, em ăn con gà là chỉ ăn miếng thôi chứ không ăn nhiều, thịt heo là ăn miếng thịt trong thôi chứ không có ngoài ra, không ăn bộ phận gì hết trơn. Bởi vậy bây giờ em nói thôi giờ ăn thương cho lên, không ăn mấy con đó nữa, ăn chạy trường lên. Đi kỳ quá đó. Có thiệt đó. Dạ. Và những người anh người chị của chị cũng có từng đi thiết luôn hả? Không, có mình nhà nội nhà là có mình em đi à. Cũng như là đã đi một lần rồi nhưng mà đi nửa chừng thì bà mẹ mới kêu về. Đúng rồi. Rồi lần sau thì có bàn với mẹ đang có chừng cho chung cái ngày đó luôn, chung cái ngày như cái sáng mình đi đó là 8 giờ mình nghe mẹ 8 9 giờ sáng mẹ mới kêu. Là 9 giờ mình đúng 9 giờ là mình về luôn á. 9 giờ về trả lời với mẹ rồi đi tiếp bằng hai. Mà tại sao mình phải coi con mèo là sao vậy? Mèo không ngang rồi còn cái hồn miêu hồn à. Con khác nó nhập vô. Hồi đó là miêu không mà chứ không có mèo. Con miêu nó khác với con mèo là sao chị? Con miêu con mắt nó sáng long lanh nó nhìn nó phóng ngang là cái hồn khác ta mượn mình với cái hồn mình xuất ra là cái xác nằm đây nè. Con chuột nó nhận cái hồn khác ta lơ lửng với ta không có cái xác nó chết nhìn quan ước đó ta nhập cho chị. Mấy chị đó mẹ mới kêu mẹ giữ. Phải ngồi phải giữ bên niệm Phật.
mà bây giờ mà mỗi lần chị có muốn đi thiếp mà có thể đi được không? Em giờ hết đi thiếp rồi, giờ là có xuống địa phủ đi chơi à. Lâu lâu là xuống địa phủ đi chơi. Ê chàng ơi. Rồi cái mùa dịch nè, mùa dịch Covid nè. Là em đi xuống địa phủ chơi, em mới hỏi ông coi cái sớm của con á là có bị Covid nhiều không. Cái ông nói sớm con là bị Covid hơi nặng á. Cái con mới nói bây giờ chảnh ông bắt ai với ai đâu, nói cho con nghe đi. Ông nói thôi không có nói, mà mày đi về mày không có nói nha, tao bắt người đó mày không có được quyền nói. Nói dạ. Cái lên cái ông nói vậy nè. Cái lên nè, chắc đó là em ngủ trong mùng nha, em kéo cái áo lên tới đây nè. Cái ông hai ông địa phủ lên dẫn hồn là bà Tư kế ông bên đó. Nói ủa sao mà con nhỏ này nó ngủ gì mà kéo áo lên, nó không sợ mà nhập Covid sao. Rồi thấy hai ông địa phủ mới kéo cái mền em xuống vậy nè, đắp cho em luôn. Cái ông mới lấy cái quạt em vậy nè, nói ngủ nha con gái, mà chú đi bắt hồn con ở đây đi. Cái nó cái dưới mình trả lời là cho con đi dưới, chú cho con đi dưới hai ông phán quan cho con đi theo dưới. Ông nói không, con không có đi được, con đi xuống dưới mà con gặp người ta con thương là kể như là con ở dưới luôn, trả lời đó, như người ta chỉ cho em theo này kia vậy đó. Thì nó theo là dính liền, không có cho theo. Cái đầu mới gình đi theo lưng ông, không làm gì đi sau lưng ông á. Cái ông đi lại kia ông bắt bà Tư đó, cái mũi gian sinh bà Tư này có hiện lắm, thôi cho bà sống rồi đi tội nghiệp. Các cô này là bị người ta làm phước không à, nó tại cái nghiệp phía trước, vậy là bắt sáng dẫn đi là chết queo. Bà Tư đã chết rồi, bà Tư đó bà con bên chồng em á. Bởi vì giờ bà già chồng em sợ lắm. Dòng họ bà con bây giờ nó đi tiếp xong về không cái nhà nó thỉnh nguyên cái khu vực ở bên em là người ta bị Covid trơn, có nhà em không bị nói sao mày thờ Phật gì tùm lum hết trơn. Thờ Phật lắm chị, mà lỡ thấy nhà em là Phật, tại vì cái nhà thờ dắp nhà luôn hả? Không phải dọc gì nè, mà năm người đặng Đức Phật mẹ Quan Âm nè, mẹ Nam Hải nè, Đức Phật mẹ Mẫu nè, Đức Phật Di Đà nè, Đại Thế Chí Bồ Tát nè, mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát nè, mình vậy đó, năm người đó. Là mình ở xuống dưới mình biết sao mà mình về mình thờ trong nhiều vậy? Trong mấy cô đó là, trong mấy cô mấy vị đó ha, là có áo tròn đàng hoàng luôn nha, áo tròn kim tím lấp lánh nha. Là một tuần lễ là hết chai dầu thơm, xịt cho mấy bà. Cái bàn đâu đó là nghiêm tác đàng hoàng. Ai lỡ tới tưởng em làm thầy không à? Nói nhà nghèo khổ, không lên ăn. Nói tối ngày đi hoài à? Đi hoài, tại phần căng, có phần căng đó. Mai chú bự. Ê chàng ơi, ghê. Là gặp thiệt luôn hả chị? Thiệt. Chàng ơi. Là cái hôm nọ đó ha, là em đi các chú ở dưới Mũi Quý á, cái mới che cái liều giống như vậy nè, che liều tối là 8 đứa chị em gái che cái liều cứ ngủ chung vô mùng. Cái mấy bạn nói dân cái mùng ở đây mình ngủ rồi có 4 cái mã nữa mà không biết mã này mã của ai. Cái tôi nói mã của ông cố chứ ông nội chứ của ai, thôi ngủ đi không có sao đâu. Cái nhỏ bạn đây ngủ có khi nào tối nay mai chú bự cái loại chát mình ta. Ông nói đi nha, là tối nay là nó nhét vú cho bú đã à nha. Cái đầu nhỏ bạn nói thiệt hả, tối nay là ông ngủ ông thấy ma ha, là tụi con của ông. Cái đầu tối lại nó ngủ nó thấy ma, ma đè nó, đè ấm ướt đó, nó hừ. Cái em mới hỏi sao, giờ sao mà ông nằm hừ vậy, thức dậy coi. Mà nó không có thức được, nó cứ lo hừ với ma không à. Cái nó nói gì mà vú bự gì đè vô miệng tao rồi tao bú gì, ngọt thở. Quạm cái miệng rồi thôi mày lấy ra đi, mày ăn cái gì tao cúng cho. Cái nó xưng nó là con ma ở dưới Mỹ Quý, là tôi là 4 cái mã này nè, trong khi đó là hồi đó là tôi có bị ông trời đánh và trúng con ma đó, tôi là ma chú bự chuyện cả gì đó. Cái em mới đầu tối là nó tôi không có tin, tối nay nếu con ma chú bự gì nhát tôi nè, cái khúc mà nó lên cây gáo đó nó mài xuống luôn thì chưa. Nó tôi nói ông cho tôi thấy đi, thấy mà chú bự đi đêm nay tôi mới tin, chứ ông nhát nhỏ này là tôi không có tin. Thế nó nói bà ngon nha, nằm mơ mà mình nghe nó nói nha, bà ngon tối nay tôi nhát bà cho bà coi. Thế mới cuối cùng ha, cái nhỏ bạn nó mới chừng dạng 8 giờ chứ gì, nó leo nó nói ma giờ leo cây gáo thụt lên thụt xuống nhảy xuống cái đùng, mà tôi thấy cái vú chống khớ à, nó đỏ cục chà. Cái tôi hỏi ông thấy thiệt hả, nó thiệt cái vú này là ăn hơn nhát tôi, cái vú bự lắm ông ơi. Cái tôi nói ngon tối nay cho tôi bú đi, tôi mới thấy tôi mới biết mới tin. Cái đầu tối nó vô chị, vô mùng của em á, nó đè em. Đè em xuống cái em nói, em mới niệm Phật, em nói Nam Mô A Di Đà Phật. Con ma chú bự nào mà không có con ma chú bự nào mà lại nhắc tôi được hết trơn nha. Cái nó nói sao hả? Giờ tôi nhắc bạn không được thì tôi nhắc bạn của bà. Cái nó mới leo lên cái cháu tụt, nó tụt qua tụt lại, cái nó bay qua cái cháu, bay qua cái cháu.
hay qua cái tràm đá cái nó nằm lên trên cái cây mũi xương rồng, nằm lên mũi xương rồng xả tóc dài xuống vậy nè, nó ngồi nó vuốt tóc như vậy nè ha, nó dở cái áo luôn lắm cái bực. Cái nó nói cái bà này nè, tôi cho bà bú không được, tôi hại bà không được, rồi tôi hẹn bà 3 ngày nữa tôi hại bà, tôi kêu đến lại. Cái tôi nói ừ tao hẹn với mày là 3 bữa nữa lại đây mà mày hại tao nha. Cái 3 bữa nữa cái ngủ nằm mơ đi, cái bạn nó nói sao ông nói gì chuyện cái ghê hồn hôm á là đã nó nhát tôi sợ cũng chết rồi, hôm nay bỏ ông của mình. Cô nói thì ông ngồi ông đi đi, tôi ngủ đây tôi không sợ chứ, tôi con Phật cũng trả ai chứ. Cái em mới dăng cái mùng cái mã ngủ. Vậy giờ tối nó làm sao không biết cái mùng của em sập rồi, cái chạy sập đè luôn, đè đè em chị đó luôn á. Hai chị em luôn. Cái chạy mà rất là ngon lành luôn, không phải che không hơi gì đâu. Em thấy vậy nè, nó bay qua một cái dèo vậy nè ha. Bay qua cái dèo vậy nè. Nó thảy lên trên cái nóc chạy á, nó vú á, vú hả? Ừ, bay lên cái nóc chạy thấy cái vú thẹt như vậy nè. Cái vú mà nó đè thập chạy luôn. Giật mình thức dậy luôn cho chị biết. Cái vú mà đè 8 đứa luôn. Trời ơi, chắc đó chị biết mấy giờ không? Đúng là 12 giờ khuya luôn. 8 đứa chạy một dọc luôn, chạy từ đứa này chạy qua hướng khác luôn, bỏ chỗ luôn. Cái gì mà nhát một lần 3-4 đứa gì đâu hả? 8 đứa đang ngủ ở trong mùng mơ á. Tắp mạnh nào mới chạy. Mạnh đứa nào mới chạy, đi cắt lúa mà. Cái mấy đứa hỏi, ê bạn ơi, ông hôm hôm ngủ thấy gì không? Trời ơi, tao bị ma đè. Ông kia nói tao bị ma cho bốn vú dẫn đi chạy, bốn đứa chạy tán lạc chứ. Sáng mấy ông kia hỏi mừng gì mà chạy dữ vậy, sập chạy hả? Ừ sập chạy luôn, sập chạy luôn, sập chạy sập mùng luôn. Cái chuyện đó là chị chạy chạy. Ủa mà sao người ta nói con ma nó sợ cây xương rồng, nó lại leo lên không, cây xương rồng nó nằm. Cây xương rồng, cái vụ xương rồng ta trồng trước vậy nè nha, nó leo lên nó nằm thả tóc vậy nè. Nói là cái nhỏ kia nó đòi cho uống mùng què luôn nữa. Tao đêm nay tao gặp ma ha, tao cho con ma này uống mùng què. Nó nói xương rồng tao cũng sợ chứ đừng uống mùng què, tao thả tóc cho mày coi. Bắt đầu là nằm thả tóc trên kia mũi xương rồng dài xuống luôn. Ý là con ma đó, nó không phải là con ma, nó là cũng có tu một mớ rồi cho nên nó mới không có sợ cái xương rồng. Sao thường tao nói về chặt xương rồng đấy về là để trong cái đứa bé được cho mà trừ ma trừ tà đó. Em thấy là ngủ ma luôn, cái xương rồng ngủ ma luôn đó. Bây giờ nếu mà người nào có em bé đó ha, nên chặt cây dâu tầm ăn chứ không có đừng lấy xương rồng với cái dao mình vét miếng dơi. Xương rồng là ngủ ma gì đó. Tại không biết đó, cái lực ông bà hồi xưa không biết đó, mà lấy cây xương rồng đó. Mà lúc đó mình cắt lúa tay sao mình phải đi cắt lúa tay nè theo dít tùm lum trơn nè. Ê trời ơi, mình cắt lúa mà cắt lúa tay là đi ra đồng, ra đồng cắt. Ừ cắt vậy nè, đi ra đồng cắt. Một đứa đứng công, một đứa đứng công đó cắt là từ 6 giờ sáng phải không, là tới 2 giờ này là cắt ngố rồi xong chưa luôn. Giỏi lắm. Rồi cắt vậy là ngủ ngoài đồng luôn. Không có ngủ đồng, vô trong cái nhà của người ta mà có cái sân lúa vậy đó. Mình mới che cái lều mình ngủ. Mà ngặt cái là cái lều lại có cái hai cái mã. Bốn cái mã. Trời ơi. Mình ta nói cái sân trống để người ta phơi lúa. Thôi mình nói thôi ông bà ở đây không biết của ai. Cho con đi cắt lúa mướn, cho con ở đây rồi con che lều cho chạy ngủ. Mà không ngờ là ta không cho mình, ta nhát mình. Kết cuộc là sao rồi nó mới hết nhát? Kết cuộc là đêm cuối cùng là sập chạy là bỏ chạy đi, hết nhát. Kết cuộc là thua con ma. Thua con ma bỏ bị mình chạy hết trơn rồi bỏ chạy đi mà. Cái gì trời, một cái vú nó đè nó sập chạy luôn. Sập chạy luôn. Mà theo mình nghĩ là lúc đó chị không sợ ma đúng không? Rõ giờ là không sợ ma. Mà nói là không sợ ma, mấy bạn sợ ma mà tới trường ma nhắc sập chạy mình mới chạy luôn. Nó sợ. Ê ơi. Ủa em tưởng là không ai có tự là nó nhắc phụ nữ luôn. Không có nhắc nào mà nhắc phụ nữ luôn. Mà lúc đó bà thấy nó bà lớn không? Anh thì cái vú bự lắm, nó đè một cái là chóng hoàng cái mặt luôn mà. Xuống tới đây luôn đè mình, xuống tới đây luôn rồi vú nó. Vú đè dắt mặt luôn. Ừ. Một cái vú đè 8 đứa. Ừ. Ê chàng ơi. Nó nhắc đi, nó 8 đứa ngủ cho đang ngủ chung một cùng chạy vậy nè. Em nói thiệt chứ không phải nó nhóc đâu, dưới lòng biển á. Như chạy giam gần chạy giam lắm, như chạy giam An Bình, chạy giam lòng biển á, gần đó đó, mình đi cắt lúa dưới đó. Kiên Giang á hả? An Bình á, chạy giam An Bình, Cao Lãnh á. Cao Lãnh. Thác á, ừ. Đó cắt lúa dưới lòng. Còn có một thằng cháu ruột nữa. Nó đi chơi trốn tìm là 6 giờ, khoảng 6 giờ. Đúng 6 giờ luôn, trốn tìm trốn cho mày tới 7 giờ, trốn mất tiêu luôn. Con ma nó giấu thằng cháu mình luôn. Lúc đó nó mấy tuổi? Cháu mình lúc đó 9 tuổi.
nó chơi trốn tìm cái nó chạy trốn, bốn đứa chạy trốn mà nó giấu con đứa còn có ba đứa về kiếm muốn chết không kiếm không gặp nữa. Cái cuối cùng cái mẹ nó khóc kêu thầy lại đặng đi kiếm vậy đó, kiếm không có gặp. Cái mấy kêu bắt con chó mực của người ta chị cuộc dây vô dẫn đi, cái mà biểu gì nè giờ mẹ đi kiếm giùm chị đi, lại có thì mình sủa lên dẫn đi qua lại cái bụi tre, nó sủa ngay bụi tre không, giấu thằng cháu vô trong bụi tre thì chà gai đang tùm lum mình mẩy chân giờ nhỏ tím nghiệm mặt mày luôn, tưởng đâu chết rồi ăn hỏng bắt vậy nè. Nó vậy rồi cái đem về kêu thầy lại chụp hồn cái gì bây giờ nó tỉnh tuồn rồi, tới giờ ở giá luôn, ở giá luôn, kỳ giá luôn, ba mươi mấy tuổi rồi, 36 tuổi rồi, sao kỳ ta không biết sao con ma nữ nhát hay sao á, vì ở giá tới giờ luôn không, không có nói tiếng vợ con gì chứ. Dạ, lúc đó là bắt hồn lúc đó tới giờ luôn hả? Ừ, mà nói đưa tới chị nào mà giới thiệu cho nó là nó bật ra, nó có thiệu hả? Hay là những cái con ma nó còn em không hiểu nữa, không hiểu sao. Giờ nó thường ngày nó có nói chuyện bình thường không? Nó nói chuyện thì bình thường nhưng mà tới phụ nữ giới thiệu cho nó ha, mình show vô mình là nó nhảy cho ra. Cái lôm nữa là nó sợ, nó đưa tay cứu con, chính con cứu con gái đẹp. Ôi trời ơi. Nó ôm mình ôm nữa đó. Cũng đẹp trai lắm mà mình mới không ngờ là nó ở giá. Hay là phái con trai? Không phái con trai luôn. Không phái con trai luôn hả? Ừ. Ở nhà nuôi mẹ đó vậy rồi đó. Tới giờ. Người đàn ông sợ phụ nữ. Rồi, tôi xin kể câu chuyện mà tôi gặp hồi xưa nha, còn nhỏ. Nó là đi đầm, để đi vô anh em hàng xóm đó, ba ông người đó, con của ông 2B, nó còn nhỏ với nhau. Nó thằng Được, thằng Quý, thằng Hùng gì đó, ba ông anh em. Nó mình đi vô trong đồng để vô đìa, đặng bắt cá, bắt cua này kia đó. Rồi cái một ngày đó, cái chặn dạng, cái bắt mà ăn cá sao nhảy xuống hoài. Sao cũng mà hơi sợ sợ, ủa sao cá mà bắt lên bờ mà nhảy xuống, bắt bờ nhảy xuống. Nó cũng ghê sao đâu á, cái cũng hơi chiều rồi. Rồi người ta kể, người ta nói là đi ngang chỗ mấy cây gáo á, nó hay có ma lắm, ma mà hồi xưa đó là đùng đưa xả tóc xuống gì nè. Cái nhầm khi mình mới đi cái bắt đầu ở trên vớt xuống cái bịch, hết hồn hết vía. Hơi cái bắt đầu giục cái tay xuống, nó xả tóc da mà ma nhìn ớn lắm. Là nói chung da là ma hồi xưa thì chim mình thấy mặt đồ trắng là nhiều. Nó xỏ tóc da mà trên cái gáo nha. Mà đi ngang bắt đầu là vớt xuống là giật mình. Mà chẳng dạng không súm nhau. Nó ba bốn anh em chạy bỏ luôn cái thùng cá. Chạy quá trời chạy luôn. Tại vì ma ghê lắm. Tại vì nghe nói tới ma là mình sợ rồi. Tại vì đi hồi xưa đó mã mồ dữ dằn lắm. Đi nhầm lúc ha, là nó ngủ chưa, nhiều khi nhét đất vô họng cũng có nữa. Nhiều khi đi kiếm không thể nào gặp được. Mà lúc mà anh thấy anh đi đồng mà anh thấy lúc con ma rớt xuống luôn hả? Ừ, ma nó rớt xuống, mà nó rớt cái đầu xuống, rớt cái mình này kia là phải đi làm cái gì. Ma là hồi đó là nó dữ dằn ma lắm, miễn chặn dạng là có ma đó. Cái đó là tôi ghê lắm. Thì hồi xưa là nó ma không chứ đâu có nói là tiếng yêu tinh. Hồi xưa là ma, nó ma giết là làm như một nanh, làm như thành quỷ á, ma quỷ, kêu ma quỷ mà. Nó thấy chứ dùng giỡn lắm. Tại vì cái hình ma nhìn thấy ghê lắm, nanh nút không à. Cái đợt mà anh bị nó nhát đó mà thấy sao đâu? Thấy là trên cây gáo á nó thòng xuống. Cái nó vớt xuống cái đợt hết hồn vậy. Là nhiều khi nó vớt cái đầu cũng chừng nó thòng le vớt xuống. Tại mình còn nhỏ mà, thường xuyên đi vô đồng. Hồi xưa là có đìa. Nó đi là đi bắt đìa, bắt này bắt kia, xưa là đi kiếm cá nó dễ dàng lắm. Nó còn là nhỏ là cái đó là chặn dạng cỡ khoảng 6 giờ chiều. Nó đa số là ma nhát chặn dạng nhiều, sụp mặt trời xuống là có ma, bởi tranh thủ lúc nào mà đi trễ là bị ma nó nhát. Mà cây gáo thì thường là ma gọi là ma cây gáo. Ma cây gáo à? Ờ, trên cây gáo không à, cây gáo là đa số nhiều. Mà hồi xưa là rừng vú nhiều lắm, ít có nhà cửa lắm, xa có cái trại vậy ha, cái trại để cho người ta chẳng hạn như trồng bắp, trồng dưa hay hoặc trồng này kia, cái người ta giữ lúa cũng có nữa. Nó là mấy cái trại đó để cho mà đục mưa đục nắng để cho nó mát thôi. Nó là ít có ai dám đi lắm, chẳng dạng là không bao giờ dám đi, đi ghê lắm. Nó có mộ không mà cái cô gái nó leo lên cái cây gáo đỡ rồi. Cây gáo đó hồi xưa thì cũng có mộ mà cái kiểu mấy cái mồ mả nó quang không à, quang vắng lắm. Rồi thành ra mà thờ đó cũng nói chung ra là thờ những người mà chết bơm chết đạn cũng có đó. Nó đủ thứ thành phần hết á, thành ra ma nhiều, gọi là ma không à.
ít có dùng nói tiếng quỷ hay là yêu tinh gì không có, là nó nói tiếng ma không, tại hồi nhỏ nhỏ là ma nhát, ma nhát. Mà hồi xưa là chơi mà giờ trốn bắt với nhau ha, là ma nó nhét nó đắt là vô họng mình là không thể nào mà la lên được, chỉ có dòng họ cha mẹ đi kiếm đi kêu không ha, là không có ư được luôn đó. Tới chừng nào mà gặp được thì ấy dòng họng đắt. Mà hồi xưa anh có bị giấu bao giờ chưa? Có, là thằng đi chung với mấy đứa bạn chơi với nhau á, giấu mà ở trong kẹt á, cái con ma nó trong cái thùng đưa là ở đưa qua kẹt 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 kẹt, kẹt mà quay lại không có ai cái thùng ngừng, mà giờ mình tới đưa qua đưa lại nó cái thùng gì anh, cái thùng gì cái thùng mà để người ta treo đựng đồ dưới sàn đó, hồi đó là nhà sàn không để chống lũ mà ma nó hay ở dưới lắm, nó nít mà chơi bằng đêm á rồi ma nó làm dùng giỡn lắm, đưa thùng kẹt 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 u dẫn ốc rồi á, nhầm đứa thì nó chạy bỏ luôn, nó nói là không dám sợ, rồi về gia đình hồi đó đâu có cho mà đi chơi mà trốn tìm với nhau, nó là gọi là bắt trốn, hồi xưa là gọi bắt trốn đó. Với hôm hồi nhỏ thì có cái ông đó, ổng nuôi bà già, nuôi bà già của ổng, nói thời xưa đó là bà này gọi là không phải là ma mà nói quỷ hiện hình nha, là ổng nói trước khi mình muốn đánh ma đánh quỷ là đánh ân sao chứ đừng đánh trước, tại lúc nào nó mới ân sao chứ nó. Rồi á là ổng nói đi cộp 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 cộp, nó là quỷ hiện hình luôn chứ không còn ma nữa. Mã hồi xưa là người ta chôn á là cũng như mồ quan mã lạnh kia đó, là xòe ưa có vụ ma lắm. Hình xưa ngày xưa chắc ma đắt, mà ma đắt không anh? Ma đắt không chứ đâu có vụ ma đá đâu, mà mã hồi đó là tao nói tùm hết trơn, dùng giỡn lắm. Hồi đó anh cũng sống ở trong cái khu là rất là nhiều mồ mã không? Đúng, tại vì mồ quan mã kia là cũng thưa thưa đó, nhà cửa ít lắm, thành ra bởi vì là đi đi một kia là đa số là có ma. Đi hồi đó là đi coi mà truyền hình hay hoặc hồi xưa đó là phải đi đông chứ không dám đi một mình, sợ ma lắm. Nói chung khúc nào mà hôn khúc vắng là chạy cái hùng không, tại ma nó hay xuất hiện lắm. Mà sao thường con ma nó phải ở trên cây gáo ta? Đa số là ma cây gáo là nhiều, nó phải cây gáo lắm. Tại sao mà ma nó lại ở trên cây gáo không ta? Tại làm như là cây gáo là nó phù hợp, nhằm lúc ma mà đưa con nữa kìa. Ma mà nó đưa con đó là chẳng hạn như là mà dắt chiều đi, khoảng là 3 giờ sập giờ chiều ha, là nó đưa nhiều khi tối rồi nó cũng đưa, nó đi ngang nó đưa đồng nè, ma đưa con đó nghe được âm thanh luôn đó. Nghe chứ, mình nghe mới tưởng là bà ai đưa, mới dòm lợi là thấy ma mới quảng hồn mới chạy, đầu nó nhát rồi chạy xong nó nghe chạy bỏ dép bỏ đồ hết trơn đó, mạnh ai đó chạy mà nó chạy dữ lắm. Rồi đó tôi thấy bè bạn anh em nhỏ như nam nè, nó còn nhỏ mà vũ nhau đi, rồi đó đâu có biết cái gì, nó chỉ vô đồng đi chẳng hạn như là kiếm mà dưa hấu hay hoặc là dưa gan hay là bắp nó, rồi đó là đi kiếm rau củ quả để ăn chứ nó phải như là như bây giờ là mình được ăn thoải mái đó, chứ rồi đó phải đi kiếm trong đồng trong bái kia ăn tự do. Anh biết sao mà ba anh cái gáo nở không, tại vì cái gáo cái tàng nó bự quá. Nói chung ra là vấn đề ma hạp nhất là cây gáo. Mà cuộc sống hồi đó nó khó khăn nghe, con người ta là trẻ là phải tự kiếm ma, với lại như xa xa mới có cây gáo. Đúng rồi, tại vì xa xa mới có nhà, rồi chẳng hạn như cây cối sùm phức, nó là cũng như mình đi ăn hồi xưa là cũng như nói chung ra là tự do lắm, không có mua, tại đó đâu có tiền bạc gì đâu, rồi nhiều đâu mua, còn nhỏ mà. Mà đâu năm đó anh nhiêu tuổi? Có mười mấy tuổi cỡ khoảng 14-15 tuổi Là đi chung với người anh hay sao? Đi chung với mấy người em nhỏ nhỏ hơn. Nó chẳng hạn như là 10 tuổi, 11 tuổi gì đó. Xê xích như bạn bè nha, mười mấy tuổi hồi xưa đó. Nó cái lúc đó là hồi xưa nói chung mười mấy tuổi chưa biết gì hết. Nó thở xưa đó, thở đó là chưa biết cái gì hết. Chỉ biết đi kiếm sống thôi. Đâu có đèn điện mà nó thiếu đủ thứ. Tàn là nhà lá, nhà sàn để chống lũ thôi, chứ đâu có phải được nhà tường như bây giờ đâu. Ở mà làng quê xa xa mới được cái tivi, cái là cái vô tiếng đó. Nó mình đi coi là chẳng hạn như thứ bảy, nó được xem cả lương hay hoặc này kia, xin gia đình đi. Đi mà phải qua khúc vắng, rồi bởi ma nó mới nhát, bởi vì đâu có dám điền mình. Đi phải đi cho đông. Nó kể cho bà con nghe là vấn đề câu chuyện tâm linh ma hồi xưa đó. Nó là thường thường ở cây gáo của mình đó, nó ma dùng giỡn lắm. Còn theo anh hồi đó thì ba nó hiện ra vào giấc có chăng hay là không có chăng, nó sẽ hiện ra nhiều? Đa số là sụp mặt trời,
là chẳng hạn như trận trận dạng, trận dạng là nửa tối nửa sáng, nửa tối ánh sáng là mờ ảo đó, là thường xuyên là ma xuất hiện. Nếu vậy nó, mình đâu có nhìn ra là con người hay là con ma đâu nha. Phải biết chứ, tại vì con ma là nó lơ lửng, chứ con người thì đi là nghe tiếng kêu đập đất, còn con ma lúc nào nó phải hỏng mặt đất hết là mới gọi là ma. Nó đi bằng cái vong hồn của nó là đi đó, là mặc bộ đồ gì chết đó. Chẳng hạn như mặc đồ trắng, đa số là ta liệm mặc đồ trắng nhiều, nó chứ không phải đồ bông hoa như bây giờ. Nó là gọi là ngày xưa là ma chuyên môn mặc đồ trắng không. Nó ghê ta, tóc dài không, dùng vợn lắm. Nhiều khi là đi ngang, nhiều khi làm cái muốn yếu tim vậy, lo mà chạy bỏ dép không. Nó thở hồi xưa chạy là chạy mất dép không, bởi vấn đề tâm linh. Anh đi bắt cá là anh đi bắt bằng cái gì? Đi bắt cá để bắt bằng tay, gọi là bắt hôi đó. Bắt rồi là cá là thiên nhiên. Xuống dưới kinh dưới sông là mình mò là chút xíu là có cá dạng rồi. Cầm tay không bắt. Cầm tay không không à. Hay ta. Bắt cá bình đi. Nó mình bắt vô trong mấy cái hang đó, thọt tay vô. Cá vô biển, cá này cái kia chung vô trống đó mình bắt môi ra. Đem theo chẳng hạn như đem cái thùng. Hồi xưa xách ra cái thùng cho nó lựng nhảy. Đem cái thùng theo bắt rồi mình bỏ vô. Còn bắt hôi á thì chủ đề bắt trước mình bắt làm sao. Giống như mình mót ha. Mót bởi vì là đi mà trong đồng trong bái, gọi là đi trong đồng trong bái đó. Hồi xưa đó là nhà cửa xa xôi lắm, ít có nhà lắm, chỉ có mấy cái trại thôi. Nó đèn điện thì không có, chỉ có đèn dầu leo lét. Bởi thành ra cái thời điểm đó bởi ma mới nổi dậy. Nó phù hợp những cái năm đó là tâm tối, ma nó sống về đêm không à, bởi tâm tối mới có ma, chứ ban ngày là nó ít có lắm. Mà hồi xưa là ban ngày cũng vẫn có bình thường, nó chỉ là sập mặt trời xuống hơi hé rồi chẳng dạng là có ma rồi, chứ không cần để tối quá mà có ma đó. Ma hồi xưa ghê gớm lắm. Thấy là muốn chơi giới luôn. Có bao giờ anh thấy rõ mặt con ma không? Nhầm lúc mình thấy chứ, nó ghê lắm, nó xỏ tóc xuống là thấy nghiêng gương mặt, là cũng như là máu me hay quạt này kia không à. Bởi gọi là xấu như ma đó. Chứ ma đâu có đẹp được, ma lúc nào cũng vậy chứ, ghê gớm lắm bởi mới gọi là ma. Em nghe nói là con ma nó sẽ không cho mình thấy rõ mặt. Cái thứ hai nữa là sẽ cái chồng con mắt của nó là như là không có cái chồng đen giống mình của em mình. Theo tôi biết là ma là vấn đề nó phù hợp với người nào là người đó thấy rõ nhất, còn không phù hợp á là nặng bốn vía là giờ đâu có mà thấy được rõ rõ đâu, nhẹ bốn vía là có thể là thấy luôn, thấy trước mặt luôn á. Nhưng mà đâu có thấy được cái con ma nó sẽ không có cái chồng đen con mắt không có bao giờ mình thấy hết mấy lần, nếu mình thấy nguyên cái mặt nó thấy thì nói chung ra thì mình thấy thì cũng như là 60%. Nó là vậy. Đa số là ma đã xỏ tóc nhiều, chứ không phải là nó cắt tóc kim bê hay là nó uống tóc không có. Ma hồi xưa là ma tóc dài không. Vậy là ma nó không có điệu ha. Tại xưa là ma tóc dài nhiều. Tại hồi xưa đâu có dùng uống tóc đâu. Người ta toàn là để tóc không à, tóc bớ không à. Bởi ma xỏ tóc là ma tóc dài. Ma tóc dài. Nó tóc dài không. Sao không nhìn hết được. Nó cũng mặc đồ chứ đâu có ma ở chằn. Ghê vậy. Không để ý, tại lúc đó còn nhỏ, hồi xưa là ngây thơ lắm. Cái tuổi đó là bồng bột nhất luôn, ngây thơ nhất. Không hiểu biết gì nhiều. Chỉ là biết đi bắt này bắt kia cho vui thôi, với bè bạn kéo nhau cho đông thôi. Đi coi mà vô tiếng cũng vậy, mà đi đồng cũng vậy. Kéo nhăm năm bảy đứa gì đó. Đi bắt này hái kia. Biết chứ. Tại vì mình đã coi và mình đã gặp rồi. Thành ra về những chẳng hạn như là cha mẹ anh em đã nói chừng ma nhé, cái đó là mình gọi là ma nó. Tại vì ma mình lỡ mà mình đi mà gặp ma nhát là tự nhiên là dẫn ốc lịch mình mẩy, là không còn để cảm giác gì, là biết sợ là ma nó mới nhát mình được, chứ hồi bình thường là sao ma nhát được, để hãm nhau đó. Trời ơi có chứ, nhầm lúc sợ quá tao nói không biết gì luôn á. Nhầm người đó đó là chạy tao nói bỏ giáp bỏ đồ chứ mà. Tại vì mình thường xuyên đi đồng. Đi đồng bắt cá đồ còn nhỏ mà. Nó đâu có đi mình đâu. Đi nhiều khi là 4-5 người anh em gì á ở xóm nó xúm nhau. Đi vòng con nít mà. Nhát chút xíu rồi thôi giờ vũ đi ham vui đi nữa, chứ đâu có chết chóc gì đâu. Nó chỉ ma nhát sợ chạy thôi. Chứ đâu có ăn thịt người nào đâu. Nó hiện hình là mình sợ rồi. Chứ có đâu rồi chứ ăn thịt. Chạy bỏ dép luôn mà ma nó ghê gớm lắm. Có bao giờ có
gặp những cái mộ mới chôn đó, xong rồi anh đi bắt cá gần đó rồi anh gặp không? Nói chung ra hồi xưa giờ á là cái mộ mới chung mới chôn mấy ha là nó ít có lắm. Nhiều khi á ma nó xuất hiện á, mấy cái mộ á nhiều khi trong mộ đi ra. Trong mộ đi ra luôn. Thấy luôn hả? Thấy chứ. Nó là trong mộ đi ra mà không biết là mộ mới hay mộ cũ, mình không để ý tại ban đêm mà. Nó là nó đi ra là bắt đầu cái nó ra trong đó là đi ra nó ngồi đó nó đưa tay đưa giò tùng tăng tăng mà nó đưa ngay trước mặt mình vậy đó, đặng nó nhát mình. Rồi xuống nhau chạy. Chứ mình có ở lâu đâu. Nó đi ra rồi nó chui ra hay là nó đi tự dưới đi thẳng lên. Nó đi là như cái hồn nó là xuất ra cũng trong mộ vậy, nó xuất ra gì nè nó đi nè. Nói là nói chung có mồ nó đi ra vậy đó. Mà nó đi bằng cái hình hài nó là ma, chứ không phải đi như kiểu người ta mình đâu. Nó đi theo bóng má, đi hỏng học mặt đất á, dẫn đi lợn cái mã đó đó. Nhiều khi nó ngồi nó dên hay hoặc nó làm này làm kia đó, hi dên ghê lắm. Nhà ma, ma bồng con á. Ma bồng con á. Ma bồng con là nó đưa, nó vung con, nó giờ mình nghe đó. Mình mới dòm lợn, mình mới chạy. Là gọi ma bồng con đó. Hồi xưa đó bị chết rồi có con đó. Vô cái nuôi con đó. Tàu ơi, ghê lắm. Chết hồi xưa nó nhiều lắm, mình không hiểu nổi. Tại vì thứ nhất là chiến tranh, thứ hai là người ta mà đau chết hay là hoặc có chữ quan chết, nó rồi đẻ. Nó ma nó cũng đẻ ra thành con rồi, con nó chết cũng là con ma con đó, gọi ma con đó. Trời ma con luôn. Ma mẹ ma con mà có mà mở gì nó mới nuôi con nó. Nói là có thiệt đó. Có. Hồi xưa là phải có chứ. Mà những cái người phụ nữ mà thường chết mà có bầu là trong cái chuối cái bên. Để đưa ồ e hoài. Đến đây em xin kết thúc video của chú anh chị. Các bạn xem video, đăng ký kênh, chia sẻ video giùm em. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc cô chú anh chị các bạn sức khỏe. Nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video giùm em ạ.